Vâng, xin thiệu các bác, đây là cây Essen bọc vàng của Pháp xưa thập kỷ 1950. Con này size 135 nhé. Vâng, xuất sắc nhé, nguyên zin hết nhé. Bây giờ sẽ đi tiếp bên trong nhé. Vâng, phi bên zin. Ở cầu giữa thì nó có thông tin thông số của kính ạ. Vâng, đây ạ. Cầu giữa đây là thông tin thông số này. 4.21 và một cái chuyện vuông nhé. Đó. Cái này em quay vào rất sầm chiều nên là nó khó nhìn. Vâng, đây ạ. 4.21 và cái chuyện vuông. Tiếp theo đi sang cái càng trái và càng phải nhá. Càng trái càng phải đều có chữ Essen. Được. Essen, cái này nó quay sầm tối 5-6 giờ, đúng một thời tiết này, thời tiết nó giao mùa nên là tối rất là nhanh. Cái càng phải nhá, Essen Pháp xưa thập kỷ 1950. Những cái dòng này bác mua về sao thay mất cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị, ok nhá. Và duy nhất là càng phải nhá. Và cầu giữa thì nó có thông tin thông số một tên của hãng nhá. Chuyên ngành benzin, chuyên ven benzin nhá. Và bọc vàng sáng gương. Đây là cái Essen của Pháp xưa thập kỷ 1950, con này size 135 nhé. Và hàng chuẩn ao nhất nhé. Em quay lại cầu giữa này. Đấy, 4.21 và một cái chuyện vuông. Đó là thông tin và biểu tượng logo hãng từ ngày xưa. Đây là mắt màu nâu trà nhạt bác nhé. Mùa trà nhạt đi 4 mùa xuân hạ thu đông nhé. Và cái dòng này có tuổi, cái này bác thay được mắt cận thị này, lão thị, viễn thị, loạn thị. Và dòng này em chia sẻ quá nhiều trong quá trình 25 năm qua bán kính cổ đồ cổ, em giới thiệu rất nhiều về kính cổ đồ cổ và chia sẻ rất tận tình tận tâm ạ. Và lưu ý bác nhé, hàng bọc vàng sáng gương hàng thật, còn hàng dởm hàng giả nhái trời của đêm ban ngày. Và đối tượng hàng dởm hàng giả nhái thì nó sẽ không bao giờ công khai địa chỉ đâu, nó giấu địa chỉ đấy, địa chỉ nó để chỗ khuất cho nhìn không khó tìm. Còn bên em thì kính cổ xưa thương hiệu 20 năm nay thì từ địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh của mặt con người, giọng nói tròn vành rõ tiếng, mọi thứ là rất là rõ ràng. Mua bán đảm bảo quyền lợi pháp nhân pháp lý tất cả các bác. Và tất cả sản phẩm bán ra này bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác không phải lăn tăn băn khoăn bất kỳ vấn đề gì cả. Và dưới góc độ nhà chuyên môn thì tư vấn xuyên lục địa ngày đến đêm. Đó. Khi các bác gọi điện thoại hoặc nhắn tin em bận quá thì em sẽ trả lời vào tối muộn hoặc ngày hôm sau. Đó, rất là an tâm yên tâm. Essen Pháp xưa thập kỷ 1950, hàng chuẩn ao nhất nhé. Và chuẩn cổ chuẩn xưa chính hãng nhé. Về quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản thì em bao ship, bác nào ship post cũng được đặt cọc 100-200 tùy giá trị kính. Và về thời gian gửi hàng em sẽ gửi từ 1-2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày. Về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng như từ 8 giờ đến 11 giờ tối mà tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào, kể ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi thẩm định, cũng như định giá đồ cổ đồ xưa. Đó, bác điện thoại trước là em sẽ nhanh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ và số điện thoại bán hàng rất là lâu năm rồi. Khi mua kính cổ đồ cổ, bác phải xem cái địa chỉ bán hàng lâu năm không? Địa chỉ và số điện thoại, hai đấy là phải song hành bán hàng lâu năm thì nó mới ok được ạ. Vâng, còn nếu như không có cái địa chỉ bán hàng lâu năm và số điện thoại bán hàng lâu năm vứt đi hết. Hai cái riêng địa chỉ và số điện thoại lâu năm phải luôn luôn song hành gắn liền. Trong cái video rất là quan trọng về kính cổ đồ cổ như đồ đắt tiền là mình phải thấy ạ. Và chứ còn nếu mà một khi đã không có thì các bác nên lé hạ đi, tránh. Đó. Và cái kính này thì em đưa ra các giá cũng rất tốt luôn. Và giá cái này là 3.200.000 nhé. Giá là 3.200.000. Xuất sắc nhé, không có điểm trừ nhé. Và Essen của Pháp xưa. Những cái dòng này em khá nhiều. Và em lúc nào rảnh thì em sẽ quay video và em sẽ đưa lên. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Bác nào yêu quý trang kính cổ quyến sư, nút đăng ký kênh, supply share bên góc phải màn nhỏ có biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi một tin nhắn rất nhanh, vì ngày nào hàng ngày bên em đều có những cái video rất chất lượng. Và rất cảm ơn, xin chào tất cả các bác.